Do tranh chấp hàng rào giữa hai nhà, người đàn ông 58 tuổi ở phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đã tạt axit làm 7 người hàng xóm bị thương, trong đó có bé gái 3 tuổi. Vụ việc xảy ra vào chiều tối qua khiến cả khu dân cư bàng hoàng. Sáng ngày 21 tháng 3, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cho biết là bước đầu cơ quan chức năng đã điều tra nguyên nhân vụ 7 người bị tạt axit xảy ra trên địa bàn tối qua. Cụ thể vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày 20 tháng 3, ông Trương Đức Quang 58 tuổi và 6 người trong gia đình là bà Nguyễn Thị Tuyên 58 tuổi đều trú tại khu 5 xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Sau cuộc cãi vã, ông Quang lấy hai ca axit tạt về phía đối phương. Vụ việc khiến 7 người đứng trên vỉa hè bị axit bắn trúng. Đáng chú ý trong số nạn nhân có hai ông cháu bị thương nặng. Dù không liên quan đến vụ việc nhưng do đứng gần hiện trường nên bị axit bắn phải. Hiện hai người này đang được cấp cứu tại Hà Nội. Riêng ông Trương Đức Quang là người gây ra vụ việc bị choáng ngất hôn mê sâu phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hà Tu thành phố Hạ Long cho biết là nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ tranh chấp hàng rào giữa gia đình ông Quang và bà Tuyên. Ông Quang đã lấy axit loãng chiết từ bình ắc quy để đi giải quyết mâu thuẫn dẫn đến vụ việc đau lòng như trên.